Xin chào anh chị. Mấy video trước thì mình có quay về cái miếng một mẫu mốt này rồi anh chị ha, là quay ở trong vườn rồi đấy, trong vườn rồi. Thì video này thì mình xin phép là mình quay ở ngoài anh chị nhá. Thì cái miếng đất này nó có diện tích là 11.000 m², có 17 mét mặt đường này. Đó, đây này, bắt đầu từ đây xa đến cái bờ mương bên này. Đó, cái bờ mương bên này này. Đây anh chị này. Đó. Đây này. Đó. Đây này. Anh chị ha, rồi đi thẳng lên vườn cao su kia, rồi bọc sang vườn điều kia là một mẫu mốt anh chị nhé. Cái này thuộc ấp Suối Gia, xã Tân Hưng, Đồng Phú, Bình Phước, cách DT 753 260 m. Video trước thì tôi chia sẻ rất là nhiều về cái miếng đất này rồi. Anh chị nào muốn mua cái miếng này mà muốn mở rộng ra thêm thì cái bà bên cạnh này bà có bán này, cái chỗ này người ta phân xào người ta bán này, thì anh chị mua thêm một xào, hai xào, ba xào, bốn xào gì đó thì người ta đều bán. Đó, ta đều bán hết anh chị nhé. Đấy. Cái miếng một mẫu mốt này của chị này thì chị bán chỉ có 1 tỷ, chỉ có 3 tỷ 3 thôi anh chị nhé. Còn thương lượng thì anh chị nào mà mình thấy mà khoản tiền của mình mà phù hợp cân đối được thì mình mua cái miếng này, vì nó gần, miếng này rất là gần này, trong này rất là nhiều dân cư nhá, ở trong này còn rất là nhiều hộ dân người ta mắc điện vào này anh chị thấy không. Đó, còn từ đây ra DT thì có hơn 260 m. Bây giờ mình ra ngoài đó nhá. Đó, miếng đất này thì một mẫu mốt 17 m mặt đường này, có thể mở rộng mua thêm ra được. Đó. Đó, anh chị nhé, 3 tỷ 3. Đó, cách DT 753 260 m. Bây giờ mình chạy ra. Rất là gần, không có xa xôi gì cả. Đó. Điện ba pha, rồi cách DT 753 260 m anh chị nhá. Đó. Ngoài đó là DT 753 rồi anh chị nhá. Cái đường anh chị đang đi đây là lộ giới 18 m anh chị nhá. Tôi chia sẻ rất là nhiều về cái video trước rồi. Đó. Cái miếng đất này thì chị rất là muốn bán nhá, tha thiết muốn bán, rất là thiện chí luôn. Mình nói 3 tỷ 3 như vậy chứ chị còn cho mình thương lượng. Đấy, ngoài này này, dân cư đông đúc, quán xá này. Rồi. Hướng mình đi là mình đi tạo lực, mình đi hướng này này. Đó. Rồi, mình đi ra đồng xoài, mình đi hướng này. Tạp hóa, quán xá. Đây là DT 753B. Hướng này mình ra Ủy ban Tân Phước này. Ủy ban Tân Phước, rồi đi trung tâm tỉnh Bình Phước của chúng ta, thành phố Đồng Xoài. Đây có một cái sân bóng này. Nào mà mua cái miếng đất này á, mà muốn nó có hai mặt đường á, thì anh chị mua thêm cái ông bên đằng sau, là ông ấy còn 3 hết nữa này. Đây này. Đó, đây anh chị này. Anh chị nhìn cái đường bê tông này không? Cái đường bê tông này là cái đường chạy về sau đất của người ta đó. Đó, nếu anh chị mua muốn miếng một mẫu mốt đó mà muốn có hai mặt đường á thì anh chị mua cái 3 hết rưỡi của nhà ông đằng sau á, là nó thông ra được đường này, là được 20 m mặt đường. Là được 2 mặt đường. Thì cái ông đường sau đấy, hôm qua mình kiểm tra á, là 3 hết rưỡi của ông là ông được 60 m mặt đường này. Là nếu mà mình mua của chị xong, mình quay ra mua cái 3 hết rưỡi nữa của ông hàng xóm đường sau á, là thông ra đường này, thì bên này được 60 m mặt đường, thì bên kia được 17 m của chị ấy, là được 2 mặt đường đó. Đấy thì tôi chia sẻ thêm như vậy anh chị ạ, nghĩa là mình có thể mua được thêm. Đó. Rồi một lần nữa tôi nhắc lại nhá, cái sản phẩm với anh chị xem thì có cái giá khá là tốt so với những cái sản phẩm xung quanh. Đó, anh chị ha, thì tại vì chị này chị rất là muốn bán và tha thiết muốn bán để xử lý công việc riêng của chị, thì một mẫu mốt thì là chị bán 3 tỷ 3, còn thương lượng nhá, cho anh chị thương lượng vài trăm nữa. Đó, mình phải nói như vậy để cho những anh chị nào mà thiện chí thật sự, có nhu cầu thật sự, người mua thật sự gặp người bán thật sự thì nó sẽ giáp vào nhau, thì nó sẽ ra việc. Chứ còn mà ông thì mà cứ đi hỏi không mua thì gặp cái người ta cần bán thì lại khổ người ta anh chị nhá. Rồi anh chị quan tâm thì cứ liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918 645 130 để
tôi tư vấn chi tiết cho anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới nhất, sản phẩm mới nhất từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.